Everest chỉ với 150 triệu thôi. Đó thì anh chị quan tâm thì alo cho em Trung. Đó và tất cả cái thì em nó thì mang cái màu phấn nhá. Anh chị. Nhưng đặc biệt tới ngày hôm nay, các anh chị thấy không? Rất yêu, rất đẹp. Trần em ta thì phải nói là riêng cái dòng này chạy nó rất chỉ với 180 riêng 99% nha quý anh chị nha. Đây là quý anh chị. Rất yêu thương luôn. Khá nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị và đặc biệt thêm nữa. Chevrolet Vivan đây quý anh chị, rất là đẹp, rất bóng, 4 số. Thế mà thật ra là nhiều khi có sao thì em Trung cũng chào anh chị và các bạn nha. Thì ngày hôm nay ở có gì ô tô Quang Trung rất là nhiều hot cho quý anh chị nha. Và đặc biệt thêm nữa là ngày hôm nay phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị, và từ 5 chỗ, 7 chỗ bán tải và gọi là kính thưa các thể loại cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì ngày hôm nay thì cứ chụp hình lại dùng cho em Trung. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay phải nói là siêu hot cho quý anh chị nha. Thì anh chị đón xem hết cái chương trình này nha. Thì đầu tiên thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Và đặc biệt thêm nữa thì quý anh chị, đây là ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có lên báo giá và cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng, không quay chi tiết cho quý anh chị, tràn ngập mẫu xe cho quý anh chị. Thì em Trung sẽ đi từ trong nhà ra tới ngoài sân. Đây vào một mẫu xe Ford Everest, em này là sinh năm 2006, hai cầu, số sàn quý anh chị nha. Vỏ lốp thì dàn vỏ mới rồi. Thì xe này em Trung đã có cái video chi tiết cho quý anh chị nè. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 140 triệu thôi, nên anh chị hai cầu. Thì phải nói là ngày hôm nay thì trời buổi chiều nó mưa quý anh chị. Thì em Trung sẽ lướt sơ một vòng luôn quý anh chị nhá. Và đây một mẫu xe bán tải, đó quý anh chị, Ford Winchester 2014. Số tự động 3.2 số tự động nhá. Em Trung đang cho em nó vô để kiểm tra rồi tất cả cái. Giá bán cho quý anh chị 440 triệu. Đây thì anh chị nào quan tâm cái mẫu xe rep này của anh chị này, đó, alo cho em Trung. Cái hàng này hàng độc, hàng quý hiếm mà, chơi thì alo cho em Trung nhá. Máy tất cả cái đều toàn bộ là zin nha quý anh chị nhá. Đây tất cả cái máy, tất cả cái zin, chưa mở, chưa lai một ốc nào hết cho quý anh chị nhá. Thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung. Đây và một mẫu xe bán tải nữa quý anh chị, một em Ford Ranger, em nó thì sinh năm 2013, XLT bản đổ. Thì quý anh chị đã thấy được cái màu sơn của em nó rất đẹp luôn. Thì những cái xe này trên cửa hàng của em Trung thì đang cho em nó vô để kiểm tra tất cả lại các hệ thống trên xe nha quý anh chị nha. Một mẫu xe bán tải Ford Ranger XLT bản đủ bán cho quý anh chị giá 350 triệu. Thì ngày hôm nay thì phải nói là còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Và đây đằng bên này nữa thì anh chị cần những cái mẫu xe mà rẻ tiền quý anh chị. Một mẫu xe bán tải thì em này sinh năm 2005. Đó, em Trung cũng đang cho em nó vô để kiểm tra tất cả cái toàn bộ hệ thống hết quý anh chị. Dàn vỏ em nó thì cũng dàn vỏ mới như quý anh chị nhá. Trời mưa tới nha quý anh chị nhá. Anh chị chỉ cần sở hữu một cái xe thôi. Bây thật sự bây giờ ô tô mà rẻ hơn xe máy là có thật quý anh chị. Một mẫu xe bán tải em nó sinh năm 2005 bán cho quý anh chị với cái giá chỉ với 80 triệu thôi. Và đây nữa rằng bên này thì anh chị đã thấy một mẫu xe em nó là Lacity CRX bản nhập như quý anh chị nha. Đây quý anh chị đã thấy được cái rất yêu thương luôn. Thì anh chị được cái màu này là màu xanh đá, rất dễ thương. Nhập khẩu 2010 số tự động quý anh chị nha. Em nói thì anh quý anh chị được cái bộ đèn rất là sáng luôn. Đấy. Được cái màu xanh đá rất đẹp quý anh chị, số tự động như quý anh chị nha. Giá bán cho quý anh chị với giá chỉ với thật sự là chỉ với 230 triệu thôi quý anh chị. Xe này vừa về luôn quý anh chị nha.
Em nó là Lacetti xúc động đề nổ tao top luôn nhá quý anh chị nhá. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì cứ chụp hình lại dùm cho em Trung. Thật sự là em Trung cũng không tránh làm mất thời gian của quý anh chị, thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đây em nó là Lacetti CDX 230 triệu cho quý anh chị nhá. Một mẫu xe Lacetti đó, nhập khẩu cho quý anh chị nhá. Thì xe này em Trung cũng vừa mới về. Và đây đằng bên này nữa thì lại một mẫu xe Morning nhập khẩu quý anh chị. Em nó được sinh năm 2008 nhưng đặc biệt tới ngày quý anh chị 2008 nhưng đăng ký 2011. Nhập khẩu nha quý anh chị nhá. Bản này là bản nhập khẩu quý anh chị. Anh nhìn cái xe này là bản đủ tích hợp nhan gương này. Đăng kiểm hết tháng 7 năm 2023. Tất cả những cái em Trung đều bao cho quý anh chị. Vỏ lốp, dàn vỏ thì em nó vừa mới được thay mới, đặc biệt vừa mới làm phun dàn gầm luôn. Đời 2008 nhưng đăng ký 2011 nhập khẩu quý anh chị. Giá chỉ với là rẻ hơn xe máy quý anh chị. Đây. Cái vô lăng nhập khẩu nó khác hoàn toàn quý anh chị nhá. Rất đẹp. Đấy. Một mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn mà giá chỉ với 110 triệu, 110 triệu đúng không quý anh chị? Đó. Thì những cái xe trên cửa hàng của em Trung thì đều tất cả pháp lý hồ sơ cho quý anh chị. Và đây nữa quý anh chị, một mẫu xe quý anh chị đằng bên kia thì em Trung sẽ đi một loạt luôn chứ không có quay chi tiết cho quý anh chị nhá. Và đây thì một mẫu xe tại vì trời mưa này. Đó, anh chị tới lựa chọn cho mình một cái mẫu xe tập chạy tập lái hoặc là về kinh doanh dịch vụ cũng tràn ngập cho quý anh chị luôn. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng chỉ có lên báo giá và chứ không có quay chi tiết hết cho quý anh chị nhá. Và đây một mẫu xe bán tải Forerunner nguyên chắc em nó thì anh chị đã thấy được cái sơn zin. Nếu mà để nói tới cái độ sơn zin của em nó còn tới 90%. 2017 đăng ký 2018 của cuối đời của nguyên chắc rồi quý anh chị. Đặc biệt nữa thì xe này nó dành cho những anh chị nào mà đam mê về tới em Ford Nguyên Chắc 3.2 số tự động này thì giá bán cho quý anh chị chỉ với 650 triệu thì nhiều người lựa chọn em đó. Anh chị nào mà cảm thấy mắc thì phải nói là xe này em bán cho anh chị nào gọi là đam mê thôi nhá. Nên là thật sự là nó là phải nó rất đẹp so với để tìm một chiếc thứ hai thì em Trung cam kết quý anh chị rằng một điều là hiếm có quý anh chị. Và đây thì anh chị đã thấy một mẫu xe Isuzu xe tải em nó là 3,5 tấn nha quý anh chị nhá. 270 triệu. Tiếp tục đây thì một mẫu xe Gencha, quý anh chị đã thấy em nó thì sinh năm 2007 quý anh chị không? Trời mưa gió anh chị thấy đi ngoài đường kìa. Nói chung là phải nói là sở hữu ngay cho mình một chiếc xe giá cực kỳ là yêu thương. Đây quý anh chị 4 chỗ, 5 chỗ ngồi quý anh chị nhá. Biển số cũng rất đẹp luôn. Đấy. Thì tới đây là mùng 1 tháng 7 thì anh chị có khả năng là những cái biển số đẹp thì anh chị mua cái xe nào về thì anh chị có thể giữ được cái biển số đó 50909 đó, nó như là một cái số chứng minh của mình vậy quý chị. Anh chị bán cái xe đi anh chị lấy cái số đó lại. Đó. Bỏ qua một cái xe khác anh chị mua. Đó và tất cả cái thì và đây nữa thì lại một mẫu xe BMW. Anh chị đã thấy vậy nói là thương hiệu Đức quý anh chị nha. Biển số Lâm Đồng quý anh chị 38i giá rất yêu thương cho quý anh chị chỉ với 165 triệu quý anh chị. Đây phải nói là rất đẹp luôn. Đấy, được cái sơn xe của em nó thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Và phải nói là ngày hôm nay phải nói là tràn ngập cho quý anh chị đó. Và đây nữa thì lại một mẫu xe Kia Morning. Anh chị đã thấy em nó thì sinh năm 2011 quý anh chị nha. Đăng kiểm thì em nó vừa mới đăng kiểm hồi tháng 5 vừa rồi quý anh chị. Cách đây chỉ được tháng thôi. Đấy. Riêng xe những xe này thì anh chị mua về chỉ việc đi không cần phải làm bất cứ thứ gì quý anh chị nha. Được cái màu trắng rất là đẹp luôn quý anh chị. Đây. Nội thất thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Nói chung là riêng xe này nó đẹp là đẹp từ đằng bên ngoài vô tới đằng phần đằng bên trong luôn. 125 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nha quý anh chị nhá. Thì anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào ngày hôm nay đó, chụp hình lại giùm cho em Trung. Đó. Quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình lại giùm cho em Trung, phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Chỉ vài chục triệu thôi. Đây, thay một cái xe máy phải nói ô tô bây giờ là rẻ hơn xe máy là có thật. Và đây thằng trong kia thì em Trung đang có một em 7 chỗ ngồi. Em cho đang cho nó dặm tút những cái chỗ chảy của anh chị. Rất đẹp nha. Giá bán của anh chị với giá 175 triệu. Đó, em nó là Chevrolet số tự động 7 chỗ ngồi 5+2. Đây thì phải nói là ngày hôm nay khá nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Và tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe Focus quý anh chị. Em này thì anh chị đã thấy được cái form dáng sedan hatchback của em nó thì phải nói là em nó là bản hatchback quý anh chị nha. Đẹp xuất sắc luôn quý anh chị. Phải nói là ngày hôm nay cửa hàng của ô tô Quang Trung thì phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị chỉ với
260 triệu. Đó quý anh chị, được cái bộ mâm rất đáng yêu luôn. Đẹp tuyệt vời mê ly. Đấy, thì xe này em Trung đã có video chi tiết rồi chứ bây giờ cũng không quay nhiều quý anh chị, chỉ có báo giá thôi. Và đây nữa thì ngày hôm nay thì anh chị đã thấy em Trung vừa về được một mẫu xe G63. Một mẫu xe G63 số tự động quý anh chị. Đây, phải nói là rất yêu cho quý anh chị thì anh chị cần video chi tiết xe này thì để mà chiêm ngưỡng sở hữu em nó, alo cho em Trung. Đây quý anh chị, Mercedes. Một mẫu xe Mercedes nha quý anh chị nha. Đây quý anh chị đã từng cái bộ nỉ của em nó rất đẹp luôn. Thì cái xe em này nó là số tự động hai cầu nha quý anh chị nha. Tappy thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ đồ chơi riêng xe này thì anh chị phải nói là bộ mâm vỏ của em rất đáng yêu luôn. Riêng đồ chơi xe này thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đấy, được cái nói chung là rất là hầm hố và ngầu quý anh chị. À, em nó được lên bộ đèn bi led tất cả một cái rất yêu thương. Em nó là sinh năm 2004-2005 nhiều quý anh chị. Tại vì cái xe này em cũng không nhớ. Máy dầu số tự động nha quý anh chị, 225 triệu. Những cái xe này thì bán cho anh chị nào đam mê chơi nhá. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đó. Một mẫu xe này phải nói là riêng xe này anh chị đi ra ngoài đường thôi là nó cũng đã đủ đẳng cấp, đủ chất rồi quý anh chị. Đây, rất yêu thương cho quý anh chị. Em nó là Commando nha quý anh chị nhá. Đây, rất yêu luôn. Phải nói là màu trắng rất là đẹp. Và tiếp tục đây nữa thì ngày hôm nay thì trời mưa quý anh chị nha. Đâm ra là nhiều khi quay nó không hết được. Nếu mà để mà nói với một em Civic, nói chung là cái hàng hiếm khó tìm quý anh chị. Em nó là 209 nhưng mà form mới rồi quý anh chị nha. 209 là form mới rồi. Nói chung là cái máy 7 màu luôn quý anh chị nha. Đây quý anh chị nhìn cái lộn thất của em từ trong ra ngoài tại xe em Trung vừa về. Màn hình Android này, cam hành trình đầy đủ cho quý anh chị, lãi số vô lăng. Quý anh chị nhìn cái vô lăng của em rất yêu chưa? Phải nói là rất là đẹp cho quý anh chị. Một mẫu xe Honda Civic. Xe này thì phải nói là nó là thuộc cái diện là hàng hiếm khó tìm. Đây, đăng kiểm thì còn tới tháng 8 năm 2023. Và giá phải nói là riêng xe này thì anh chị mà để mà tìm một chiếc thứ hai thì phải nói là rất hiếm quý anh chị. Sơn zin còn rất nhiều và đặc biệt quý anh chị nha. Mâm vỏ tất cả cái từ đèn form dáng của em nó rất yêu thương luôn. Rất yêu thương luôn quý anh chị nha. 300. Xe này vừa về quý anh chị. 330 triệu. 330 triệu. Một con xe Honda Civic 209 số tự động form mới, mẫu mới của quý anh chị này. Anh chị nhìn từng bù lon, ốc vít, ổ khóa tất cả cái từ những cái tem mạc này. Rất mới luôn. Đó, thì cái xe này chỉ có rửa nước lạnh thôi nha quý anh chị nha. Máy thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi, form mới mẫu mới này. Đây cái xe này của xe của lãnh đạo đi mà quý anh chị, đâm ra là hầu như là đắp mền trong kho không hả quý anh chị. Đây cái hàng này, những cái hàng này là hàng tuyệt chủng, hàng hiếm, khó tìm. Nên là bởi vậy anh chị ngày hôm nay thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Và tiếp tục đây thì quý anh chị còn rất là nhiều những cái mẫu xe chỉ với vài chục triệu thôi quý anh chị nha. Đây thì anh chị đã thấy một mẫu xe thì ngày hôm nay thì đây là một mẫu xe Musso. Anh chị đã thấy em nó thì sinh năm 2006, số tự động hai cầu quý anh chị, được cái màu đen rất là đáng yêu luôn. Thì anh chị cứ lên tới tận nơi và trải nghiệm em nó nhé. Hai cầu số tự động rẻ nhất thị trường chỉ với 180 củ khoai quý anh chị. Đây, yêu chưa? Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hai cầu số tự động nhé quý anh chị nhé. Và đây nữa, đằng bên này quý anh chị đã thấy một mẫu xe gầm cao máy thoáng Ford Everest, máy dầu hai cầu. Nếu mà để nói tới Ford Everest thì nó phải nói là nó đẳng cấp từ xưa tới nay rồi quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa là anh chị cần những mẫu xe tập chạy tập lái thì alo cho em Trung. Everest máy dầu nhá quý anh chị nhá. Đây quý anh chị, vỏ lốp rất yêu. Nội thất thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đây, về chỉ việc chạy thôi. Rất yêu thương cho quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 180 triệu. Màn hình Android đó, cam hành trình. Nói chung đại loại xe này thì anh chị không cần phải suy, không lỗ nhỏ. Rất yêu thương chưa? Đấy, một mẫu xe gầm cao máy thoáng máy dầu. Đó quý anh chị, giá bán cho quý anh chị chỉ với 180 triệu. Và đây thì anh chị đã thấy một cái mẫu xe Isuzu Hinra. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. 1207 nha quý anh chị nha. 185 triệu. Đấy. Và đây đằng bên này thì còn một mẫu xe 9 chỗ ngồi không niên hạn, không hết đời. Thì những cái xe này em Trung đã có những video chi tiết rồi. Nhiều anh chị hỏi em Trung là quay hoài, quay mãi và tất cả cái thì em nó là 9 chỗ ngồi nha quý anh chị nha. Mercedes MB100 quý anh chị về Sài Gòn, Hà Nội thì không tốn tiền biển nữa. Xe này thì em nó thì gọi là ngay chủ ủy quyền cho quý anh chị, một chủ thôi quý anh chị nha. Được cái logo rất là đáng yêu luôn.
Và đây đằng bên này thì 160 triệu. Đấy, và đằng bên này nữa thì lại một mẫu xe tải quý anh chị, em nó là Suzuki. Đây thì anh chị đã thấy sinh năm 2010, đăng kiểm vừa khám và đã phải nói là rất đẹp cho quý anh chị, chỉ với giá bán cho quý anh chị chỉ với 110 triệu. Và đây đằng bên này quý anh chị phải nói là một cái mẫu xe tập chạy tập lái cho quý anh chị. Em này là Nissan Bluebird quý anh chị nhá. Được cái thì form dáng rất là yêu, vuông vắn quý anh chị. Dàn vỏ thì dàn vỏ mới. Thêm cái nữa là đăng kiểm vừa khám, nội thất thì anh chị không cần suy nghĩ rồi. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 35 củ. Và đây ngày hôm nay tập chạy tập lái cho quý anh chị một mẫu xe mắt nhắm mắt mở Honda Accord, thương hiệu đến từ nhà Nhật Bản quý anh chị. Từ nhà Nhật Bản quý anh chị, nhìn cái nội thất đang còn nỉ zin, đăng kiểm hết quý anh chị nhá. Và giá bán cho quý anh chị chỉ với 30 triệu thôi. Đấy. Và thêm nữa đằng quý anh chị, ngày hôm nay một mẫu xe Camry quý anh chị, em nó thì được cái form dáng rất là dễ yêu luôn, vuông vắn quý anh chị nha. Và đặc biệt quý anh chị này, vỏ lốp khá yêu, mâm đúc tất cả mọi cái, thì xe này anh chị đã thấy được cái là giá chỉ với 50 củ khoai thôi, đăng kiểm vừa khám nha quý anh chị nha. Máy nổ thì thầm đúng quý anh chị, phải nói là rất nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay anh chị quan tâm mẫu xe nào, alo cho em Trung quý anh chị, để mà tìm một cái mẫu xe mà đang còn cái bộ nỉ zin này, thì em Trung dám cam kết quý anh chị tìm một chiếc thứ hai rất hiếm quý anh chị. Này anh chị nhìn từ những keo chỉ, phải nói là riêng xe này thì anh chị cũng cần phải xính, rất đẹp luôn. Đăng kiểm vừa khám nên lên mọi vấn đề anh chị không cần phải suy nghĩ, riêng cái dòng Toyota đi nó phải lằn rồi quý anh chị. Vỏ lốp quý anh chị rất yêu thương. Everest giá chỉ với 150 triệu thôi. Đó thì anh chị quan tâm thì alo cho em Trung. Đó và tất cả cái thì em nó thì mang cái màu phấn nhá, thì anh chị sẽ đi theo chân Trung, chân em Trung. Và tất cả cái thì đây quý anh chị, đây là em nó có cái chỗ móc và đi xung quanh em nó một vòng. Đây quý anh chị, vỏ lốp thì cũng còn được 60% thôi. Đó, rất yêu thương. Thì xe này thì em nó đã sơn lại hầu như là cả con nha quý anh chị nhá. Đó, rất yêu cho quý anh chị, form mới mẫu mới đây, rất đẹp quý anh chị. Đó, giá rất yêu thương. Tiếp tục đây thì có một cái chỗ chảy quý anh chị này, chảy và móp móp đó, rất yêu thương luôn quý anh chị nha. Đây vô lăng tất cả cái em nó thì đã được trang bị cái màn hình Android đó, rất yêu thương cho quý anh chị. Đó, một mẫu xe Ford Everest giá chỉ với 150 củ khoai. Đây thì anh chị sẽ đi em chung một vòng tất cả cái, rất yêu thương luôn. Thì xe này sơn thì nó cũng không được đẹp đâu. Đó thì anh chị coi trên hình ảnh thì nó gọi là nó nhìn vậy thôi, chứ anh chị tới trên hình thực tế thì nó không được đẹp tất cả cái, thì hở tele tele hết. Nhưng mà phải nói là so với một mẫu xe như vậy thì phải nói là quá rẻ cho quý anh chị. Máy nổ tiếp tục, em Trung sẽ nổ máy cho quý anh chị luôn. Tiếp tục em Trung quay luôn cái phần máy cho quý anh chị luôn nhé. Giá phải nói là rất yêu thương và rẻ cho quý anh chị. Đây thì anh chị đã thấy những cái cửa này thì người ta đã tháo ra, người ta làm lại hết quý anh chị. Này, đã tháo là đã chỉnh lại hết. Nhưng mà so với giá trị như vậy thì quá rẻ. Mở luôn cái capo giùm mấy các. Mở cái capo giùm mấy. Tất cả cái thì đã tháo hết ra rồi quý anh chị. Này. Anh chị nhìn từ những cái keo này. Cái đó thì chỉ có tháo ra chỉnh sửa thôi quý anh chị. Nó bị lỗi cái đằng bên kia chút xíu thôi. Đến cái đó thì em Trung làm lại thì nó cũng rất ok. Để cho quý anh chị. Đây của máy của em đó, rất đẹp. Riêng máy này thì cam kết quý anh chị thì nó không có đổ hơi nha quý anh chị nha. Nên là phải nói là em nó thì phải nói là tên công ty không ra tên được nha quý anh chị nha. Nên là anh chị mua cái xe này về chỉ việc để nó đi thôi, chứ bây giờ mà không xuất được hóa đơn nha, tại vì công ty này nó đang nợ thuế mà. Đâm ra là nhiều khi có sao thì em Trung cũng chia sẻ hết cho quý anh chị, không có ra tên được nha. Nên là anh chị để chỉ cứ để cà vẹt nó đi thôi. Thì em Trung bán xe cho quý anh chị thì bao cãi lộn nha quý anh chị, bao cãi lộn đó. Và đây thì cũng còn vài cái mẫu xe quý anh chị này, rất yêu thương luôn, cực rẻ và siêu rẻ cho quý anh chị. Đó. Anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Thì trên YouTube em Trung đã có những cái video chi tiết trên cửa hàng rồi. Đó. Trên YouTube ô tô Quang Trung đã có rồi nha quý anh chị nha.
Đó quý anh chị, thì ngày hôm nay phải nói là khá nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa, anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng nha.